Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. Gánh nặng về trũng của sự hiện thế. Ngươi có sự gì mà cả dân trèo lên nóc nhà như vậy? Hỡi thành xôn xao đầy sự om sòm, là ấp vui vẻ kia. Các kẻ chết của ngươi chẳng phải chết vì gươm, cũng không phải là tử trận. Các quan cai trị của ngươi thảy đều cùng nhau chạy trốn, bị trói bởi những kẻ cầm cung. Còn trong dân ngươi, kẻ nào trốn xa mà người ta tìm thấy thì đã bị trói làm một. Vậy nên ta phán rằng, các ngươi chớ ngó ta sẽ khóc lóc thảm thiết. Đừng tìm cách yên ủi ta về sự hủy diệt của con gái dân ta. Vì ấy là ngày bị rối loạn, dày đạp và kinh hãi trong trũng của sự hiện thế. Đến bởi Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, tường thành vỡ lở, tiếng kêu đến núi. Ê-lam đeo giỏ tên, có xe binh lính kỵ đi theo, và Ki-rơ để trần cái thuẫn. Các nơi trũng đẹp nhất đầy những xe cộ, và lính kỵ dàn trận tại trước cửa thành. Màn che Giu-đa đã cất rồi, và trong ngày đó, ngươi trông về khí giới của nhà rừng. Các ngươi thấy thành David bị nhiều nơi sức mẻ, bèn thâu chứa nước ao dưới lại. Các ngươi đếm nhà cửa Jerusalem, phá những nhà cửa để tu bổ tường thành, lại đào hồ giữa khoảng hai tường thành đặng chứa nước ao cũ. Nhưng các ngươi chẳng trông lên đấng làm nên sự đó, chẳng nhìn xem đấng đã định sự đó từ xưa. Trong ngày đó, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân gọi các ngươi khóc lóc, thở than, cạo đầu và thắt bao gai. Thế mà trong các ngươi có sự vui mừng hớn hở. Người ta mổ bò, giết chiên, ăn thịt, uống rượu. Hãy ăn uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Vả, Đức Giê-hô-va vạn quân tỏ mình trong tai tôi rằng, tội ấy chắc sẽ chẳng hề được tha cho các ngươi cho đến giờ các ngươi chết. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Ngươi hãy đi đến nhà kẻ giữ kho, tức Sép-na, làm chức giám cung và bảo nó rằng, ngươi ở đây làm gì? Có bà con chi đây mà ngươi đã đục tại đây một huyệt mã? Thật, người đục cho mình một huyệt mã trên nơi cao, khiến đào cho mình một chỗ ở trong vần đá. Này Đức Giê-hô-va, khác nào kẻ sức khỏe sẽ quăng mạnh ngươi ra nơi xa và bọc chặt ngươi. Ngài ắt sẽ quấn ngươi và ném ngươi như quả bóng vào xứ rộng và khoảng khoát. Tại đó ngươi sẽ chết, xe cổ sang trọng của ngươi cũng theo đến đó. Ôi, ngươi là kẻ làm nhục cho nhà chủ mình. Ta sẽ cách chức ngươi, ngươi sẽ bị trút khỏi ngôi mình. Trong ngày đó, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliakim, con trai Hin-kia, lấy áo ngươi mặc cho nó, lấy đai ngươi giúp sức nó, lấy chính trị ngươi trao trong tay nó. Nó sẽ làm cha cho dân cư Jerusalem và cho nhà Juda. Ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trên vai nó. Hễ nó mở, không ai đóng được. Nó đóng, không ai mở được. Ta sẽ đóng nó xuống như đinh đóng nơi vững chãi, và nó sẽ trở nên một ngôi vinh hiển cho nhà cha mình. Người ta sẽ treo trên nó mọi sự vinh hiển của nhà cha mình, con cái dòng dõi và hết thảy những đồ đựng bé nhỏ nữa, từ cái chén đến cái ve. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, trong ngày đó, cái đinh đóng nơi vững chãi sẽ lỏng xệch, nó sẽ bị đập và rớt xuống, và gánh nặng treo trên nó sẽ bị cắt đứt, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chương 23. Gánh nặng về Tyre. Hỡi tàu bè Ta-rê-si hãy than khóc, vì nó đã bị hủy phá, đến nỗi chẳng còn nhà cửa nữa, chẳng còn lối vào nữa.
ấy là điều đã tỏ cho họ từ xứ Kittim. Hỡi dân cư bờ biển là nơi những lái buôn Sidon, là những kẻ vượt biển chở đồ hàng đến, hãy nín lặng. Hột giống của Si-ho, mùa màng của sông Ni-lơ, theo đường biển trở đến, ấy là phần lợi nó. Nó vốn là chợ buôn của các nước. Hỡi Sidon, hãy hổ thẹn, vì biển, nơi đồn lũy biển có nói như vậy: ta chưa ở cử, chưa đẻ con, chưa nuôi trai trẻ, chưa nuôi gái bé. Khi tin này đồn đến Ê-díp-tô, người ta nghe tin về Ti-rơ chắc sẽ đau thương lắm. Hãy dời qua Ta-rê-si, hỡi dân ở gần biển hãy than khóc. Đây há chẳng phải là thành vui vẻ của các ngươi sao? Là thành có từ đời thượng cổ, mà chân nó đã trải đến nơi xa đặng trú ngụ tại đó. Vậy, ai đã định sự ấy nghịch cùng Ti-rơ, là thành đã phân phát mão triều thiên? Lái buôn nó vốn là hàng vương hầu, người mua bán nó vốn là tay quý hiển trong thiên hạ. Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân đã định sự này, để làm dơ dáy sự kiêu ngạo mọi vinh hiển và làm nhục mọi kẻ sang trọng trong thế gian. Hỡi con gái Ta-rê-si, ngươi không còn bị trói buộc nữa. Hãy đi qua khắp địa phận ngươi như sông Ni-lơ. Đức Giê-hô-va đã giang tay Ngài trên biển, làm cho các nước rung động. Ngài đã ban mạng lệnh về Ca-na-an mà phá đồn lũy nó. Ngài có phán rằng: hỡi con gái Si-ôn, là nữ đồng trinh bị ức hiếp kia, ngươi sẽ chẳng còn cứ vui mừng nữa. Vậy hãy chờ dậy, sang xứ Kittim, tại đó ngươi cũng sẽ không được an nghỉ đâu. Hãy xem xứ của người Canđê, không có dân đó nữa. Người Asheri lấy làm chỗ cho thú rừng, chúng nó dựng tháp, phá cung đền nó làm ra gò đống. Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc vì đồn lũy các ngươi hủy diệt rồi. Trong lúc đó, thành Ti-rơ sẽ bị người ta quên đi trong 70 năm bằng một đời vua. Mãn 70 năm rồi, Ti-rơ sẽ giống như bài ca của kỵ nữ hát. Hỡi kỵ nữ đã bị quên kia, hãy lấy đờn cầm dạo chơi thành phố, khải cho hay, ca đi ca lại, hầu cho người ta nhớ đến mày. Mãn 70 năm rồi, Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng thành Ti-rơ. Nó sẽ lại được lợi, sẽ hành dâm cùng mọi nước trong thế gian trên mặt đất. Nhưng hàng hóa lời lãi của nó sẽ nên thánh cho Đức Giê-hô-va, mà không chứa cũng không để dành lại, vì lời lãi ấy sẽ phân phát cho những người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, để họ được ăn sung mặc sướng. Chương 24. Này, Đức Giê-hô-va làm cho đất trống không và hoang vu, Ngài lật đổ mặt đất và làm tan lạc dân cư. Thầy tế lễ như chúng dân, ông chủ như đầy tớ trai, bà chủ như đầy tớ gái, kẻ bán như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể. Trên đất sẽ đều trống không và hoang vu cả, vì Đức Giê-hô-va đã phán lời ấy. Đất thảm thương và tồi tàn, thế gian luộn bại và tồi tàn, những dân cao nhất trên đất hao mòn đi. Đất bị dân cư làm ô uế vì họ đã phạm luật pháp, trái điều răn, dứt giao ước đời đời. Vậy nên sự rủa xả thiêu nuốt đất, những người ở trên nó mắc tội. Vì cớ dân trên đất bị đốt cháy, chỉ còn ít người sót lại. Rượu mới than vãn, cây nho tàn héo, mọi kẻ vốn có lòng vui đều than thở. Những kẻ đánh trống không đánh nữa, tiếng mừng rỡ hết rồi, giọng vui đờn cầm đã dứt. Chẳng còn vừa uống rượu vừa hát nữa, những tay ghiền rượu cho rượu mạnh là cay đắng. Thành hoang loạn đã đổ nát, nhà cửa đều đóng lại, không ai vào được. Người ta kêu la trong đường phố vì cớ rượu. Mọi sự vui đều trở nên tăm tối, sự mừng rỡ trong xứ đi đâu rồi? Trong thành vắng vẻ,
cửa thành phá hoại. Vì giữa các dân trên đất sẽ giống như lúc người ta rung cây olive và như khi mót trái nho sau mùa hái trái. Những kẻ này sẽ cất tiếng lên, kêu rao, từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng vì sự uy nghiêm Đức Giê-hô-va. Vậy hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va trong phương đông. Hãy tôn vinh danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel trong các cù lao biển. Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng, vinh hiển cho kẻ công bình. Nhưng tôi nói, tôi bị gầy mòn, tôi bị gầy mòn, khốn nạn cho tôi. Những kẻ gian dối làm gian dối, phải kẻ gian dối làm gian dối lắm. Hỡi dân cư trên đất, sự kinh hãi, hầm và bẫy đến trên ngươi. Kẻ nào trốn khỏi tiếng kinh hãi sẽ sa xuống hầm, nếu lên khỏi hầm sẽ mắc vào lưới. Vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, các nền dưới đất đều rung rinh. Đất đều tan nát, đất đều vỡ lở, đất đều rúng động. Đất lay động như người say, lỏng chỏng như cái võng. Tội lỗi chất lên trên nặng trĩu, nó sẽ đổ xuống và không dậy được nữa. Xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ phạt các cơ binh nơi cao ở trên trời, phạt các vua thế gian ở trên đất. Họ sẽ nhóm lại cùng nhau, bị cầm trong hầm như tù bị nhốt trong ngục. Cách lâu ngày sẽ đều bị phạt. Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ, vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn tại Giê-ru-sa-lem, và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão. Thi Thiên 47. Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va chí cao thật đáng kinh, Ngài là vua lớn trên cả trái đất. Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi và làm các nước phục dưới chân chúng tôi. Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi. Hãy hát ngợi khen vua chúng tôi, khá hát đi. Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất. Hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài. Vua các dân đều nhóm lại đặng làm dân Đức Chúa Trời của Abraham, vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài được tôn chí cao. Thư Côrintô thứ nhì, chương 1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Giê-xu Christ cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Côrintô và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thế nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy. Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi. Hoặc chúng tôi được yên ủi, ấy là cho anh em được yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu. Sự trông cậy của chúng tôi về anh em thật vững vàng, vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn thì cũng có phần trong sự yên ủi vậy. Và hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời
là đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy, chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy và sẽ cứu chúng tôi. Phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian này. Nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi chẳng viết cho anh em sự gì khác hơn những điều anh em đọc trong thơ chúng tôi, và chính mình anh em nhận biết, và tôi lại mong anh em nhận biết cho đến cuối cùng, cũng như anh em đã nhận biết ít nhiều rồi. Ấy là, chúng tôi làm vẻ vang cho anh em, khác nào anh em cũng làm vẻ vang cho chúng tôi trong ngày Đức Chúa Giê-xu chúng ta. Bởi sự trông cậy đó, trước đây tôi có định đi thăm anh em, hầu giúp cho anh em được ơn bội phần. Tôi định trải qua nơi anh em rồi đi xứ Macedon, lại từ Macedon trở về nơi anh em. Tại nơi đó, anh em cho đưa tôi qua xứ Giu-đê. Tôi định ý như vậy, nào có phải bởi tôi nhẹ dạ sao? Hay là tôi theo xác thịt mà quyết định, đến nỗi ở nơi tôi, khi thì phải, khi thì chăng sao? Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em cũng chẳng phải, khi thì chăng vậy. Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu Christ mà chúng tôi, tức là tôi với Sinvan và Timôthê đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là vừa phải vừa chăng đâu, nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi. Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả. Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vả, đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong đấng Christ và đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy linh hồn tôi làm chứng rằng, ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến thành Corinto, chứ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em, vì anh em đứng vững vàng trong đức tin. Chương 2. Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu. Vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu thì thế nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu. Tôi đã viết cho anh em như thế hầu cho khi tôi đến nơi sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui. Tôi tin cậy ở hết thảy anh em rằng anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. Vả, ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề mà tôi đã viết thơ cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thảy đều buồn rầu ít nhiều. Tôi chẳng muốn nói quá làm gì. Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi. Thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy, tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. Bởi chưng tôi viết thơ cho anh em, cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng. Nhưng anh em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ. Và nếu tôi đã tha, là vì anh em mà tha ở trước mặt Đấng Christ, hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Lại khi tôi đã đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ thì tôi qua xứ Macedon. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ,
ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này, mùi của sự chết làm cho chết. Cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Và chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Chương 3. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thơ gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gửi gắm của anh em sao? Ấy, chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Và rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới. Chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh. Vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Và nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt Môi-se vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Vậy nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. Và lại, cái đều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa. Vậy chúng ta có sự trông cậy dường ấy nên được rất tự do. Chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi. Bởi chưng ấy là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Và Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi,
những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.